Nếu Sài Gòn có chợ Bến Thành thì Nha Trang có chợ Đầm. Ngôi chợ này được xây trên một bãi đầm lầy trước năm 1975. Vào đây thì không thiếu một mặt hàng cần thiết nào trong đời sống, từ những chai dầu thơm hảo hạng đến những thức ăn thức uống hàng ngày cần thiết. Đâu đâu cũng nghe tiếng người lao xao, đâu đâu cũng thấy những gian hàng tấp nập bán buôn sỉ lẻ. Chỉ có một cô gái ngồi âm thầm lặng lẽ trước cửa chợ, mặc nhiên cho dòng đời cứ trôi qua từng ngày. Em làm người bé số mà. Dạ, một ngày em bán được bao nhiêu? Dạ, ngày em bé 100, có hồ, có 200, có hồ 100 à. Mà có đủ sống không? Dạ, không. Người ta cho rồi, em về tiền chi, còn hồ người ta em cho, gì không có đồng nào. Thưa quý vị, là chúng tôi đang ở ngay trước cửa chợ Đầm. Và em có thể cho anh biết là em tên gì một lần nữa? Em là tên Quỳnh Thị Thuận. Năm nay em 32 tuổi. Em ăn, em mở trên đảo em xúc mang. Dạ, em là con của bà Lưa Thị Bạn ở xã Ninh Phụng, huyện Ninh Hòa. Này em đi xin như thế này là đi bán vé số thế này là bao nhiêu năm rồi? Dạ, 2 năm rồi. 2 năm rồi. Dạ. Mà tại sao em không đi xin tiền mà em lại đi bán vé số? Dạ, đi xin tiền, ta bắt, ta không có cho đi xin, ta nói đi bán vé số, đi, ai ủng hộ, ta cho em đi về tiền chia tiền đồ, còn em bán vé số, em về, em nuôi bà mẹ về em. Và thưa quý vị, là khi mà chúng tôi tiếp xúc với lại em ở đây thì chúng tôi liên lạc với lại đài SPTN truyền hình ở tại hải ngoại, cũng như là chúng tôi tiếp xúc với lại nhạc sĩ Trúc Giang của nhóm Sưởi Ấm. Thì bác Trúc Giang có nhã ý là gửi cho em là $50 xem như là giúp cho em. Thì đây là của đài truyền hình SPTN và nhóm Sưởi Ấm của nhạc sĩ Trúc Giang. Em nhận $50 nha. Em cái người mà tặng cho em là bác Trúc Giang, thì em có đôi lời cảm ơn bác Trúc Giang thế nào? Em cảm ơn bác Giang. Em cảm ơn. Cả lời cảm ơn anh. Vâng, và thưa quý vị, là nếu mà quý vị có những cái hoàn cảnh như thế này thì chúng ta chia sẻ, chắc quý vị cũng sẽ cảm thấy là ấm lòng. Xin một lần nữa thanh toàn cảm ơn nhóm Sưởi Ấm từ Hoa Kỳ. Không có đôi tay, không có đôi chân, chỉ có trái tim trôi theo nhịp thở, mài thân trên chiếc xe lăn cằn khô để bán từng tờ vé số, nuôi thân, lại còn nghĩ tới chuyện nuôi mẹ. Chị cũng là con người, cũng có những mơ ước trong đời, nhưng sao cay đắng lại cứ chiếu cố chị mãi. Cảm ơn nhóm Sưởi Ấm, cảm ơn nhạc sĩ Trúc Giang, cảm ơn những tâm hồn cao đẹp còn thương yêu những trái tim Việt Nam đang hấp hối từng ngày. Lại thêm một trang nhật ký truyền hình với SPTN.